Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả tỉnh, thị xã Ba Đồn đã và đang triển khai quyết liệt cả phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 với mục tiêu bảo vệ sự an toàn cho sức khỏe của nhân dân. Trong quá trình chống dịch đã xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp, nhiều tấm gương biết hy sinh, chia ngọt, sẻ bùi, tinh thần đoàn kết trong nhân dân thị xã Ba Đồn lan tỏa mạnh mẽ, góp phần chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Bình quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Phát huy tinh thần một miệng khi đói bằng một gói khi no, trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát, bằng tình cảm, trách nhiệm và mong muốn được chia lửa cùng tuyến đầu chống dịch, hàng trăm cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Những ngày qua, nhiều đoàn công tác của lãnh đạo thị xã, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã trực tiếp thăm, tặng quà, động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Theo thống kê, thông qua kênh tiếp nhận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, cả doanh nghiệp cá nhân đã ủng hộ hơn 2 tỷ đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm, thiết bị y tế. Nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thậm chí phải tạm đóng cửa nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, nhưng vẫn nỗ lực chung tay cùng thị xã trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Quảng Bình là một trong những đơn vị đầu tiên đến tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế. Đơn vị đã hỗ trợ 28 triệu đồng động viên tinh thần lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực cùng với chính quyền địa phương chung tay phòng chống dịch. Thì ngoài cái hoạt động chính là kinh doanh tiền tệ thì chúng tôi rất tích cực tham gia các cái hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Đặc biệt là đợt dịch thứ tư dịch COVID vừa rồi ấy, trên địa bàn khu vực Bắc Quảng Bình thì chúng tôi cũng ủng hộ quỹ phòng chống COVID tại thị xã 50 triệu và cũng tích cực tham gia các cái kêu gọi cũng như các cái chương trình ở trên địa bàn. Tuy rằng những số tiền mà đóng góp thì không lớn nhưng đây là cùng tình cảm cũng như trách nhiệm của tập thể cán bộ nhân viên BIDV Bắc Quảng Bình cùng góp phần để nhằm đẩy lùi sớm dịch bệnh COVID để mọi hoạt động trở lại bình thường. Hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho lực lượng tuyến đầu, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hằng Dương đã trao tặng 500 bộ đồ bảo hộ y tế chống dịch. Món quà là tấm lòng của cán bộ nhân viên công ty với mong muốn sẻ chia, động viên cán bộ y bác sĩ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Trước cái tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thì công ty Hằng Dương cũng trích ra một cái phần kinh phí để ủng hộ cho là Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn phòng dịch được tốt hơn. Thì cũng với cái mong muốn là dịch bệnh sớm được đẩy lùi, thì để cho bà con nhân dân cũng như là các doanh nghiệp hoạt động trở lại được bình thường. Với thông điệp ấm lòng người khu cách ly, gia đình chị Nguyễn Thị Hằng và anh Nguyễn Văn Hiển ở khu phố 1 phường Ba Đồn đã nấu 420 suất ăn miễn phí cho người dân đang cách ly tập trung trên địa bàn thị xã. Phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, linh mục Phạm Thành Luân cùng bà con giáo xứ Vĩnh Phước đã chuẩn bị 260 suất ăn cho cả công dân và lực lượng làm nhiệm vụ ở hai khu cách ly tập trung tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã cũ, Trung tâm Giáo dục Dạy nghề thị xã và khu cách ly tại xã Quảng Lộc. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa của linh mục Phạm Thành Luân và bà con giáo xứ Vĩnh Phước, thể hiện tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, cũng như góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng. Việc làm này đã thể hiện tinh thần đoàn kết, lương xã một lòng, cùng chung tay để Quảng Bình sớm chiến thắng dịch bệnh. Với tinh thần tương thân tương ái và đặc biệt là với cái tinh thần chó thì có phúc hơn là nhân. Thì hôm nay tôi cùng với giáo xứ, bà con trong giáo xứ đã nấu một ngày cho cái khu cách ly ở trường mầm non xã Quảng Lộc. Và với cái tấm lòng đó của chúng tôi, tuy thì những suất cơm thì chỉ có 25 suất cơm buổi trưa, buổi sáng và buổi tối thôi. Tuy nhiên thì cái của ít nhưng mà lòng nhiều. Đó là cái tấm lòng của bà con trong giáo xứ dành cho những người ở khu cách ly. Chúc cho những người ở trong khu cách ly sớm trở về đoàn tụ với gia đình và đặc biệt là nhờ cái sự góp phần nhỏ nhỏ thế này có thể sớm đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn của xã Quảng Lộc cũng như là trên thị xã Ba Đồn của chúng ta.
nhằm góp phần tăng cường nguồn lực cùng với cả nước, cả tỉnh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội và sức khỏe của nhân dân, đặc biệt là hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã tổ chức kêu gọi ủng hộ của các đơn vị doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19. Việc làm có ý nghĩa này đã góp phần lan tỏa những hành động đẹp trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh ủy, toàn dân đoàn kết tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã chỉ đạo các mặt trận, các xã, phường phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực, nhân lực phục vụ công tác phòng chống COVID. Đến thời điểm này thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm, nấu cơm cho các khu cách ly và tiền mặt trị giá là khoảng hơn 2 tỷ đồng. Qua đó thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng, chung tay của nhân dân và toàn xã hội đối với công tác phòng chống đại dịch COVID trên địa bàn thị xã. Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với việc thực hiện nghiêm cả quy định phòng chống dịch, những hành động, việc làm ý nghĩa từ việc góp tiền, góp lương thực, thực phẩm, nấu những suất ăn miễn phí để hỗ trợ các lực lượng, người dân trong các khu cách ly của người dân thị xã Ba Đồn, thực sự là nguồn động viên rất lớn để các lực lượng chức năng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao. Vừa qua, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã chung sức đồng lòng hỗ trợ cho thị xã về tiền, mặt hàng, các nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho tuyến đầu chống dịch và những người dân đang thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thị xã. Từ những món quà nhỏ như là quả bầu, quả bí, bò rau, thì các nhu yếu phẩm như nước, sữa, đồ bảo hộ y tế cho đến từng bữa ăn hàng ngày cho công dân đang thực hiện cách ly. Chính những hành động ý nghĩa và trân quý này đã lan tỏa sức mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết, cái tương thân tương ái trong cộng đồng xã hội. Và đây cũng là động lực giúp lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch thêm quyết tâm khắc phục cái khó khăn. Lãnh đạo thị xã rất trân quý những tấm lòng vàng như thế. Thị xã cũng xác định trong cái cuộc chiến chống dịch COVID-19, chúng ta luôn xác định đây là cái cuộc chiến lâu dài. Và chính vì vậy cho nên để có thêm cái nguồn lực, chúng tôi rất cần cái sự hỗ trợ đồng hành của chính mỗi người dân địa phương, rồi của các doanh nghiệp, các tổ chức để sớm đẩy lùi dịch bệnh. Rất nhiều những câu chuyện và những việc làm đầy ý nghĩa của người dân thị xã Ba Đồn trong những ngày chống dịch, thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Đây không chỉ tiếp thêm động lực cho lực lượng đang ngày đêm trên tuyến đầu, mà còn lan tỏa những hành động đẹp, nhân lên việc tử tế trong cộng đồng, cùng chung sức đồng lòng với cả tỉnh, cả nước, sớm đẩy lùi dịch bệnh.